Chào các bạn, hôm nay gia dụng nhà Việt sẽ cùng bạn tìm hiểu chiếc hộp nhựa bảo quản có chia ngăn của hãng Lock & Lock. Cái hộp này có tổng dung tích là 1,6 lít và có mã là HPL847. Toàn bộ hộp này được làm bằng nhựa PP và có silicon để đảm bảo không khí kín. Ở bên trong này chúng ta sẽ thấy có 4 ngăn kèm theo 4 thìa. Đấy, và các bạn sẽ đựng gia vị rất là hợp lý. Chúng ta sẽ có 4 cái thìa như này. Tổng dung tích là 1,6 lít. Kích thước là dài 29, rộng 15 và cao 6. Để tìm hiểu kỹ hơn, các bạn có thể truy cập trong web gia dụng nhà việt.com. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.